Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Tiểu Tử Đường Phố đây. Rất vui khi gặp mọi người. Chúc mọi người những video thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em hãy like, subscribe, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo nhận thông tin mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video, cho anh em một buổi chiều mát mẻ nha. Xem video mình cách vui vẻ và thoải mái nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, thì đầu tiên trước khi vào vấn đề video thì mình xin thông báo một vấn đề, đó là cái con hạc mà lúc event chưa lay mình đã tặng anh em, là event tặng đó thì hiện vẫn chưa có ai lấy được nha mọi người. Lý do thì thật sự rất là buồn cười luôn, từ trước đến giờ mình nhắc anh em rất là nhiều về vấn đề tham gia event rồi. Đó là anh em phải tham gia đầy đủ nha. Event thì mình chạy yêu cầu cao thì anh em chỉ vào đăng ký kênh cho vlog của mình, chia sẻ một video rồi đấy mình yêu cầu, xong rồi quay lại đã comment. Đó thì sau đến hôm chúng mạc thì anh em chụp con mình ảnh, anh em đã chia sẻ video cộng với đăng ký kênh thế thôi. Đó. Nhưng mà đây hôm nay thì bạn ấy lại, bạn Trường Quân gì đó thì bạn ấy lại không chia sẻ được video nha anh em nha. Đến khi trúng ạc là bạn mới quay qua chia sẻ video và bạn ấy kêu mình chấp nhận thì thật sự cũng khó lắm anh em. Bởi vì nếu nói như là bây giờ xong rồi, để trúng ạc rồi mới đem đi chia sẻ thì có khác gì bảo bây giờ mình công bố event rồi mới nhảy vào comment không. Đó, thế nên là không được chấp nhận mọi người. Thế nên là con ạc ấy thì sẽ để vào hôm thứ hai tới khi mình tôi tốt nha. Nếu 1k4 thì mình cộng thêm 1 ạc nữa, còn là 1k555 nha. Thêm ạc nữa là 3 ạc luôn. Thế là dù đúng hay sai thì hôm thứ hai chúng ta sẽ có một event tặng ạc đấy nha mọi người nhá. Giờ hôm thứ hai đó thì anh em theo dõi kênh để tham gia. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều và mình cũng mong được sự ủng hộ giúp đỡ từ anh em rất là nhiều về đó, vấn đề đó là xem video ủng hộ mình, đó là đã đăng ký kênh thì xem video ủng hộ mình luôn, đó là cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong sao được anh em ủng hộ người giúp kênh phát triển trong thời gian sắp tới và tương lai không xa. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ơi bỏ đi, dù sao đây thứ hai chúng ta sẽ vẫn có một event tặng ạc, vì hôm nay cũng đã 1k380 rồi anh em. Đó, hôm nay lên k4 luôn nha mọi người, thứ hai lên hẳn k dưới 55 luôn, tặng 3 ạc luôn một cho chất. Đó, và mình nhắc nhở luôn đến anh em tham gia event về sau này cũng vậy, đó là đã tham gia event thì nhớ làm đúng thể lệ nha mọi người nha. Mình nói rất là rõ, thể lệ nó cũng chẳng có gì là khó khăn cả, anh em chỉ mất chưa đáng 3 giây lên YouTube có Hoàng Hiếu Vlog hay là kênh gì đó mình yêu cầu thì anh em và đăng ký kênh cái, trong chia sẻ video mình yêu cầu ra cái, xong vào comment 3 số bất kỳ, trúng ạc thì hôm nay anh em lên like. Buổi live mình cũng chẳng cần như thế anh em lên 24/24 đâu, buổi live thì mình lên live cái thì có một lúc mình chưa công bố và nên anh em nhớ ra để nhận ạc thôi. Chứ đâu nếu mà anh em trúng ạc rồi mà đã không còn buồn đến để ý việc trúng hay không thì mình nghĩ đưa ạc anh em về chơi được 2-3 bữa để vứt gót, nên là mình không ra yên tâm đưa. Thế nên là anh em nào thật sự quan tâm đến nó thì mình làm thì sẽ quan tâm đến nó, ạc thì sẽ lên live để nhận ạc đàng hoàng thế thôi. Nói chung thì vấn đề vậy thôi. Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhá. Hôm nay lúc ở trên live thì rất nhiều anh em hỏi về vấn đề đó là hang Untral. Anh em kêu là đi hang Untral khó quá anh ơi, và làm thế nào để đi được, thì thật sự làm thế nào để đi được thì mình chả dám nói làm thế nào để đi được đâu anh em. Bởi vì sao hang Untral thì nó phải khi mà anh em đủ cấp thì bắt đầu anh em mới đi được, chứ không phải là anh em muốn đi là đi được. Hang Untral thì mình cũng chẳng nhớ là level bao nhiêu mà, nhưng mà lực chiến yêu cầu thì mình nhớ tầm độ khoảng lực chiến là tầm từ 3,5 triệu đến 4 triệu trở lên, nếu mà skin đến cả viện trợ các thứ của anh em ổn định với cả team bet ngon thì có thể đi được rồi. Còn không phải 5 triệu thì anh em mới có thể đi được hang Untral nha. Đó, mình sẽ tiêu chiến một trận anh em xem luôn. Đấy, vấn đề thì đơn giản như vậy thôi. Đó thì mình khuyên anh em thì lên tích nhá, tích vé Untral nhiều vào, vì anh em đánh nó sẽ lên level của hang nha. Bắt đầu từ level 1 anh em đánh lên level 2, level 3, level 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, càng đến hang về sau đánh càng nhiều lượt được nhiều đồ, nhưng mà nó con bet các thứ ở trong hang nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thế nên là anh em cân nhắc việc khi nâng cấp nha. Đó, đây là vấn đề về nâng cấp hang. Giờ chúng ta sẽ đi qua một hang đầu tiên cho mọi người. Đấy, như bây giờ mình đang đi ở hang level 28 này anh em này. Đó, con ạc như này mà mình chỉ đi đến hang 28 này anh em biết rồi, còn đang tích mạnh nha. Chúng ta tích một số lượng lớn, chúng ta đi quét một thẻ, đánh xong anh em phải quét vé mà. Đó, đánh xong thì anh em lại quét lại vé hang Untral, rất là lợi chứ cũng chẳng có gì là bất lợi cả. Ai những cái này thì đi là 2 tầng này anh em này. Đó, nhìn đây là thể thấy 2 tầng nha, 200 này. Có 2 tầng thôi. Chúng ta đi chỉ có 2 tầng là xong nha. một kill win. Còn tầng nữa luôn á hả? Đã xong nha mọi người, nó vượt qua hang. Ở đó một vấn đề cho anh em nhắc vào mình, hỏi mình là làm sao để có được cái, đây là cái vàng vàng này đúng không anh em? Đây anh em vào để mở được các thêm các khu vực mới đây, thì rất nhiều anh em nói mình sẽ vào khu vực sức mạnh để nó cho dễ. Đây ví dụ như những cái chưa mở khóa đây thì anh em nói lấy mấy cái này đâu, nếu không nạp tiền thì lấy đâu đúng không? Thì anh em mình sẽ chỉ cho anh em cho lấy. Vì bên game nó đã làm ra thì chắc chắn nó sẽ có cho anh em cày chứ không là không có được. Đây thì anh em thay vào đây. Đó nó có thêm lại đây này. Đó. Anh em vào đây đánh hàng này thì chắc chắn sẽ ra nha. Cái này thì đánh một lượt một thôi, không có mất thời gian nhiều như cái kia anh em. Cặp Untral luôn á. Ra trận nào. Gặp luôn cặp Untral anh em, chuẩn bị đợt sau gặp luôn cặp Untral này. Rồi đua là may quá, chưa đến đua là ulti luôn. Đây là ulti rồi, chuẩn luôn. Bắt đầu mình gặp chưa à? Mình đừng cặp Untral luôn. Đây ulti nhẹ cái. Ulti nhẹ cái. Cặp Untral đây anh em. Ulti cái coi. Ô lần này nó không ra rồi. Nói chung lần này nó không ra anh em, nhưng mà lần nào đánh nó cũng sẽ ra. Nói chung thì chúng ta cũng phải hên xui thôi, nhưng mà đó anh em thấy đánh ở đấy thì sẽ nhận nha. Đây 10 cái vàng này, đó. Rồi anh em thì đặt vào quét thôi. Đây ra Ultra hang xanh này anh em này, đó. Đã dành cho anh em nó hỏi về vấn đề đấy nha. Mất cái đấy mình đi qua mình quên chưa quét rồi anh em, ngốc quá. Mất công đánh mà, đây anh cho quét này, đấy. May quá, đánh xong nó vẫn cho quét mà, ngon. Đó anh em đánh xong anh em tranh thủ quét. Đấy, đây bạn ấy còn rất là nhiều hàng. Đấy, đánh xong thì anh em thể nâng cấp khu sức mạnh. Đấy, nâng cấp này. Úi xồi lâng tè tèn tèn. Hết rồi. Còn vé nhiều đánh được. Còn ngoài ra những anh em bảo hỏi mình làm sao để tăng cấp được chiến nhiều cho những anh em nông dân mới đầu chơi ấy, thì mình sẽ chỉ cho anh em những chỗ mà có khả năng gia tăng được chiến nhiều nha. Đây là một. Anh em nhìn cái này nó gia tăng bình thường thôi, nhưng anh em cứ lâng nhiều và cái này được chiến gia tăng rất là nhiều. Đó là một lời anh em nha. Đây là dành cho anh em nông dân mới chơi nha. Thiên phú là lời thứ hai. Anh em học hành vào bảng thiên phú 2 bảng đầu này tiền rất là ra hỗ trợ được chiến cho anh em rất là nhiều luôn. Cái gì không chắc như cái này dám chắc anh em luôn. Tiếp theo đó là võ đài nhá. Võ đài một lời gia tăng lực chiến kinh khủng luôn chứ không phải là không anh em. Nhất là sau khi em tẩy đây này, cái này anh em tên được tầm 500 đến 1 triệu điểm lực chiến nhá. Về sau lúc mà anh em lên cao á. Đó, anh em chỉ nâng lên 50 bao tẩy, tập trung tẩy luyện cái này nhiều vào thì sẽ gia tăng được lực chiến nữa nha. Đó là cơ bản cho anh em nông dân. Ngoài ra còn có đường huấn luyện nữa. Con đường huấn luyện này thì làm sao để tăng lực chiến, nếu mà dành cho anh em nào muốn hỏi về vấn đề làm sao tăng lực chiến thì anh em thấy đấy, ở đây thì dòng HP bạn ấy còn chưa tẩy được này. Đây, dòng HP bạn ấy còn chưa tẩy ra cam nhá. Đó, ta sẽ tẩy dòng HP lên. Đây, mình sẽ tẩy sơ sơ cho anh em thấy nó sẽ lên lực chiến này. Đoạn này cũng không còn nhiều đá tẩy nhỉ. New lại ngay. New cho lên tím luôn. Rồi lên tím lại tăng điểm, lại tẩy lên được anh em. Đó, mọi người có thể thấy. Rồi đây cũng thế, đây anh em nhìn này dòng đam này. Đó, dòng đam còn chưa tẩy lên cam này anh em thấy không? Đó. Đấy là những em mấy anh em nông dân mà lúc mới chơi nó cứ hay hỏi là làm theo để tăng lực chiến đây, anh em chăm chỉ tẩy vào. Kiếm đồ linh kiện về tẩy vào, ta tăng lực chiến vù vù ngay. Còn đâu một số cái nữa thì anh em cày cấp lên rồi mở thêm một số tính năng thì anh em thể nâng cấp và tiến cấp các thứ để gia tăng lực chiến cho bét, còn đâu những cái này về sau. Đó là những cái cơ bản ban đầu anh em cần nâng cấp để cho gia tăng lực chiến nha. Nói chung thì video hôm nay chỉ kết thúc tại đây thôi. Thì anh em nhớ nha, mình mong sao được sự giúp đỡ ủng hộ anh em, đó là đăng ký kênh, đóng góp ý kiến và comment vui vẻ, anh em chat vui với nhau. Và mong được mọi người ủng hộ về sau nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.